Sau một ngày dài cũng đã thấm mệt, chuyến xe cha con hợp sức lại lăn bánh, đưa hai cặp mẹ con trở về với vùng quê yên tĩnh. Thu vào tầm mắt lúc này là những cảnh sắc dân dã, trong lành đầy mướt mắt. Bóng hoàng hôn cuối cùng cũng đã tắt, để xem hai cặp mẹ con của chương trình sẽ tiếp tục trải nghiệm những điều gì nơi không gian thanh bình này. Hai cặp mẹ con, hãy cùng nhau tìm đến nhà bác Phạm Văn Bình để xin ngủ lại đêm nay. Nhà bác Bình tại địa chỉ 192 Sẹt Ca Tổ 4, khu phố 7, thị xã Tân Uyên. Ở đấy làm gì có căn nhà đó thấy không? À vậy hả? Bây giờ mình kiếm căn nhà nhớ là của chú Phạm Văn Bình nha. Để xin ngủ lại đêm nay. Nếu mà không tìm được nhà bác Bình thì mẹ con mình sẽ ngủ ở ngoài đường. Có sao đâu. Có sao đâu á, con không sợ nữa á. Đây, có bông nè, bước này. Đó, con bước đi, lại bước đi. Trời ơi, Trương quá vậy. Trương ơi là Trương, cảm ơn con nha. Con sẽ đánh con sói. Con sẽ đánh con sói. Thế nhớ không có con sói mà có con khác nó bò vào người thì sao? Trương cũng đánh luôn. Kéo theo mẹ nào. Ở nhà này không con? Dạ không. Phải hả? Ồ. Chị ơi, cho em hỏi tổ 4 đi đâu hả chị? Đây là tổ 4. Đây là tổ 4 ạ? À? Cho cháu hỏi nhà bác Bình ở đâu ạ? À? Nhà bác Bình ở 192 trên này à? Đúng. Dạ vâng, thì con cảm ơn chú nhá, cảm ơn chị.